về cái chế độ ăn ở những cái ở miền quê hoặc là ở những nơi xa mà cha mẹ đang còn lo ngại thì tôi nghĩ cũng không phải là vấn đề quá lớn. Cha mẹ có thể chuẩn bị những cái bữa ăn mà trẻ đã quen và đầy đủ dinh dưỡng, cùng với một số cái sản phẩm dinh dưỡng đầy đủ những cái năng lượng và cái khoáng chất vitamin cho trẻ. Và như vậy chúng ta có thể xen kẽ giữa cái bữa ăn ở miền quê và những cái bữa ăn mà trẻ đã quen rồi, và như vậy thì chúng ta vẫn đảm bảo được là cái năng lượng cũng như là các chất dinh dưỡng, khoáng chất, vitamin mà chúng ta cung cấp cho trẻ sẽ không bị thiếu.